Sáng Đinh. Đợt phản công nhanh cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo và đã có hai điểm đầu tiên trận đấu được ghi. Mai Bell. Pha ném bóng thành công của Mai Bell để rút ngắn khoảng cách về điểm số thì double team. Mai Bell đã lấy lại được quyền kiểm soát bóng, cơ hội phản công nhanh dành cho Hà Nội Buffalo. Tình huống alley-oop rất đẹp, băng pha phối hợp rất hay giữa Sang Đinh và Mai Bell. Và điểm số đã được cân bằng. Tình huống vừa rồi của Mai Bell và Sang Đinh đã giúp cho tinh thần của Hà Nội Buffalo đang lên rất cao. Vẫn là Mai Bell. Một pha lên đổ thành công nữa của trung phong Mai Bell. Đầu tiên thì Hà Nội Buffalo đang tạm thời dẫn trước là 29-27. Mai Bell. Tình huống bắn đổ chính xác của trung phong Mai Bell, hai điểm nữa dành cho Hà Nội Buffalo. Đây là Bùi Thái Hà. Tấn công của các cầu thủ Hà Nội Buffalo đang xuống tung. Pha phối hợp rất hay với Mai Bell và đã có thêm hai điểm nữa cho các cầu thủ Hà Nội Buffalo. Đinh Tiến Công. Tình huống rebound rất đơn giản của Mai Bell và đó là một cú ấn rổ. Mai Bell. Pha phối hợp khá hay của các cầu thủ Hà Nội Buffalo và Mai Bell là người tiếp viên thành công. Và nó là một pha di chuyển quá tuyệt vời của Mai Bell. Thưa quý vị khán giả, vậy là sau 4 hiệp thi đấu vô cùng quyết liệt thì cuối cùng Hà Nội Buffalo đã có cho mình được chiến thắng đầu tiên với tỷ số là 72-62. Ta sẽ cùng trò chuyện với cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, player of the game, anh Mike Bell. Hey, congratulations. Thank you. Like, today you contribute a lot to your team first win. You have the team to gain like 20 on points. How are you feeling right now? I'm feeling okay. We won a game, but we have a lot of work to do. Why do you feel so upset? Like, are you so tired? I'm not tired. I just know that we have a lot of work to do and we still didn't play as good as we practiced. Like, I just want us to get better every day, and we've been getting better in practice, but I feel like today's game, we didn't showcase that. So, like, about the game today, what do you think was the biggest advantage you guys have over Ho Chi Minh City Wings? I think today was actually effort. The whole team was giving all they had, and that's all you can ask for. All right, thank you very much. I hope you have more amazing games ahead. Thank you. Dạ vâng, thưa quý khán giả, câu hỏi đầu tiên cho anh trò chuyện với anh Mike thì cho anh đã hỏi rằng anh ấy đã đóng góp tới tận 21 điểm cho đội bóng và anh ấy cảm thấy ra sao về chiến thắng đầu tiên của đội. Thì anh ấy nói rằng anh ấy cảm thấy rằng đội bóng của anh ấy vẫn còn có thể chiến đấu tốt hơn nữa. Và khi mà cho anh hỏi tại sao anh có vẻ không quá vui mừng như vậy thì anh nói rằng là đội bóng của anh thực sự có thể ghi được nhiều điểm hơn và họ sẽ cần phải nỗ lực rất nhiều. Khi mà cho anh hỏi là họ đã có ưu thế gì so với Hồ Chí Minh City Wings thì anh cũng chia sẻ thêm rằng tất cả chỉ là sự nỗ lực của toàn thể đội bóng. Và như vậy thì có thể thấy ý chí chiến đấu kiên cường đã giúp cho Hà Nội Buffalo có được một chiến thắng cực kỳ tuyệt vời. Và trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra giữa Đà Nẵng Dragons cùng với Thăng Long Warriors vào lúc 19 giờ ngày mai. Hy vọng quý khán giả hãy chú ý theo dõi để ủng hộ cho các chàng trai của chúng ta. Còn giờ thì tạm biệt.